Kỳ Hân thay đổi thế nào sau 3 năm kết hôn với chàng cầu thủ sát gái? Có thể thấy dù không quá giàu có, nhưng Kỳ Hân đã tìm thấy bến đỗ bình yên, gia đình hạnh phúc bên ông xã Đào Hoa Mạc Hồng Quân cùng cậu con trai 2 tuổi. Sau gần 3 năm kết hôn, có thông tin cặp đôi Kỳ Hân Mạc Hồng Quân tiếp tục có tin vui khi có thông tin Kỳ Hân đang mang thai lần 2. Thông tin vợ đã mang thai được chính chàng cầu thủ tiết lộ sau khi úp mở trên mạng xã hội bằng hình ảnh ăn mừng trên sân cỏ, nhét bóng vào bụng. Tuy nhiên, Kỳ Hân hiện tại vẫn chưa hề lên tiếng về thông tin này. Trước đó, Kỳ Hân cũng nhiều lần vướng phải tin đồn mang thai lần 2. Tuy nhiên, người đẹp từng lên tiếng phủ nhận. Trên trang cá nhân, người đẹp hài hước viết, Hân làm gì đã có bầu, Hân còn đang mong đây này. Chân dài sinh năm 1995 cũng từng chia sẻ bản thân mong muốn sẽ sinh thêm một nàng công chúa. Sau khi kết hôn, Kỳ Hân đã rút lui hoàn toàn khỏi giới giải trí để chuyên tâm chăm sóc gia đình. Hiện tại, hai vợ chồng đang sống tại Hà Nội trong một căn chung cư cao cấp. Cả hai cũng có với nhau một bé trai kháu khỉnh với tên thân mật là Tỏi. Kỳ Hân có cuộc sống khá bình dị. Sau khi về chung nhà với Mạc Hồng Quân, thay vì liên tục xuất hiện trong những bộ váy áo lộng lẫy sang chảnh như trước kia, Kỳ Hân của hiện tại không quần là áo lược nữa mà chỉ diện những bộ trang phục tối giản bình thường. Hàng ngày cô dành nhiều thời gian chăm sóc con trai và quản lý công việc kinh doanh thời trang. Thỉnh thoảng, Kỳ Hân xuất hiện trong những trận bóng để động viên cổ vũ chồng. Từ một người đẹp luôn xuất hiện với váy áo lộng lẫy, Kỳ Hân giờ đây không còn sang chảnh như trước kia mà vô cùng giản dị mộc mạc với cuộc sống làm mẹ, làm vợ. Để phục vụ cho công việc kinh doanh, Kỳ Hân còn chẳng ngần ngại để mặc mộc trực tiếp quay livestream mỗi ngày để bán hàng online. Dù đã trải qua sinh nở nhưng Kỳ Hân vẫn giữ được vóc dáng nhỏ nhắn thon gọn như trước kia. Mới đây bà xã Mạc Hồng Quân khoe căn biệt thự mới của hai vợ chồng, an cư thì mới lạc nghiệp, mong chờ cho đến lúc nhận nhà, chắc lúc đó dựng sạp sầu riêng bán trước nhà luôn, kèm theo đó là hình ảnh phối cảnh nhà mới cùng với khuôn viên xung quanh. Dù trước đây mang tiếng đào hoa, nhưng kể từ khi lấy vợ, Mạc Hồng Quân khiến nhiều người phải ghen tị vì luôn quan tâm chăm sóc vợ. Cả hai thường xuyên khoe những hình ảnh ngọt ngào như lúc mới yêu lên mạng xã hội. Mặc dù phải sống sánh hào quang sân khấu, lựa chọn là một bà mẹ bỉm sữa tất bật chăm lo cuộc sống kinh doanh, đồng thời cũng chịu không ít soi mói công kích từ dư luận, nhưng Kỳ Hân rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vượt sóng gió, Kỳ Hân Mạc Hồng Quân đang tận hưởng cuộc sống khá bình dị, hạnh phúc bên nhau. Sở dĩ trước kia khi trở thành ông xã của Kỳ Hân, Mạc Hồng Quân từng có tình trường với hàng loạt người đẹp. Mối tình tốn nhiều giấy mật của Mạc Hồng Quân với hot girl Ly Khiêu, Kỳ Hân cũng từng bị nhiều người chỉ trích và cho rằng là kẻ thứ ba xen vào tình cảm Mạc Hồng Quân và cô nàng này. Đặc biệt khi Hương Ly đang mang trong bụng đứa con của chân súc Việt Kiều. Sau chuyện tình đổ vỡ với Mạc Hồng Quân, Hương Ly một mình sinh con và làm mẹ đơn thân. Dù không hoạt động trong làng giải trí nhưng cuộc sống sung túc của hai mẹ con diễn viên Nhật ký Vàng Anh vẫn luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Mối tình với người đẹp Lê Hà của ông xã Kỳ Hân cũng từng gây xôn xao một thời gian. Cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân mật lúc yêu nhau, tuy nhiên sau đó đã chia tay trong âm thầm. Cuối tháng 4 vừa qua, người đẹp này cũng đã lên xe hoa với ông xã Thiếu Gia. Cặp đôi có 2 năm tìm hiểu trước khi tiến đến hôn nhân và đã có một cô công chúa nhỏ hơn 1 tuổi. Nguyên Vũ nhắn nhủ Lý Nhã Kỳ và Vũ Khắc Tiệp, hãy đối xử văn minh chút nào các bạn tôi ơi. Dù đứng ngoài câu chuyện, nhưng nam ca sĩ vẫn thấy buồn vì toàn người quen cấu xé nhau. Cuộc khẩu chiến hai phe bên vực Ngọc Trinh và đả kích Ngọc Trinh đến nay vẫn chưa đến hồi kết. Là một người đứng ngoài cuộc chiến, nhưng ca sĩ Nguyên Vũ bất ngờ bày tỏ quan niệm. Anh cho biết bản thân cảm thấy buồn khi toàn người quen cấu xé nhau, Nguyên Vũ viết. Showbiz dậy sóng chỉ vì cái canet 2019. Dù gì thì cũng toàn là người có địa vị danh tiếng hết, huống chi là chỗ quen biết anh em thân tình, cũng từng dành cho nhau những tình cảm trân trọng nhất định nào đó. Hãy đối xử văn minh chút nào các bạn tôi ơi, buồn quá. Đừng lôi nhau ra đả kích trước mắt thiên hạ được không? Hãy gọi cho nhau để phàn nàn hay bắt lỗi nếu cần. Chuyện không liên quan gì mình, nhưng thấy toàn người quen cấu xé chợt buồn và rùng mình. Dòng trạng thái của Nguyên Vũ nhận được nhiều sự ủng hộ từ cư dân mạng và các nghệ sĩ Việt khác. Nguyên Vũ tác hẳn tên của Lý Nhã Kỳ và Vũ Khắc Tiệp, siêu mẫu Vũ Thu Phương, nhà thiết kế Đỗ Long vào dòng trạng thái của mình. Động thái này của Nguyên Vũ nhận được sự đồng tình từ cư dân mạng và những người bạn đồng nghiệp khác. Trấn Thành Trường Giang làm MC cho đám cưới của đạo diễn Cu Lại Vợ Bầu.
đạo diễn Nhất Trung tiết lộ Trấn Thành sẽ đảm nhận vai trò MC giao lưu, dẫn dắt khách mời, còn Trường Giang sẽ làm MC hoạt náo tổ chức trò chơi trong đám cưới của anh vào tối 31 tháng 5 tới. Sau bộ ảnh cưới mang phong cách vui vẻ lãng mạn tại Paris của Pháp, thiệp cưới của đạo diễn Nhất Trung và hôn thê Ngọc Huyền cũng đã gửi đến nhiều bạn bè và đồng nghiệp. Đám cưới của đạo diễn Nhất Trung và cô dâu Ngọc Huyền sẽ diễn ra tại khách sạn The Riverside Sài Gòn, ngay tại trung tâm quận Nhất. Vào thứ Sáu 31 tháng 5 2019, hôn lễ sẽ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và các diễn viên đã tham gia ở những dự án phim do Nhất Trung thực hiện. Số lượng khách mời hơn 400 người, đặc biệt là sự xuất hiện của danh hài Trấn Thành và Trường Giang với vai trò MC và hoạt náo các trò chơi trong đám cưới. Đạo diễn Nhất Trung và bà xã Lê Ngọc Huyền có 4 năm yêu nhau và tìm hiểu trước khi tiến đến hôn nhân. Lê Ngọc Huyền sinh năm 1993, theo học và làm việc ở lĩnh vực thiết kế thời trang. Cặp đôi biết nhau trong thời gian đạo diễn Nhất Trung bấm máy phim 49 ngày phần 1 ở Đà Lạt. Theo tiết lộ trong đám cưới, cô dâu sẽ diện trang phục cưới lấy cảm hứng từ trang phục cưới của phụ nữ Lesbenit. Mang sự vương giả được thiết kế riêng cho cô dâu trong 400 tiếng đồng hồ, có tất cả 15 lớp vải. Ngoài đầm cưới chính, cô dâu Ngọc Huyền còn diện thêm váy mang phong cách tối giản để chào khách tại bàn tiệc. Đám cưới của đạo diễn Cô Lệ Vợ Bầu sẽ diễn ra tại khách sạn 5 sao ngay tại trung tâm quận Nhất với dàn khách mời là các nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt. Chiếc váy cô dâu được thiết kế trong 400 tiếng đồng hồ, có tất cả 15 lớp vải. Nhiều sao Việt chia sẻ tấm thiệp cưới lãng mạn của đạo diễn Cô Lệ Vợ Bầu trên Facebook và gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới cặp đôi như Harry Won. Tiến Luật, Ninh Dương Lan Ngọc. Lý Nhã Kỳ thực sự giàu có, quyền lực và đẳng cấp thế nào? Lý Nhã Kỳ từ lâu đã được xem là một trong những ngôi sao giàu có, quyền lực và đẳng cấp bậc nhất showbiz Việt. Mới đây, Lý Nhã Kỳ đã gây xôn xao dư luận khi lên tiếng nhắc nhở một số đồng nghiệp và đàn em về ý thức khi tham dự liên hoan phim Cannes. Cô nói thẳng, tự bỏ tiền túi đi Cannes là ngốc nghếch, thực chất chỉ làm khán giả vô danh. Nếu đến thảm đỏ Cannes chỉ để tạo chiêu trò lừa dối khán giả, bạn sẽ bị chính fan của mình quay mặt. Cái giá đắt hơn cả tiền bạc chính là bộ mặt của nghệ sĩ quốc gia của bạn, thậm chí là danh dự của người đó trước khán giả đang yêu thích họ. Những chia sẻ của Lý Nhã Kỳ được cho là nói về Ngọc Trinh, vì vậy cô đã bị Vũ Khắc Tiệp lên tiếng phản bác. Vậy Lý Nhã Kỳ thực sự giàu có, quyền lực và đẳng cấp thế nào khi được cho là nữ hoàng Việt tại Cannes? Nữ doanh nhân tài giỏi với khối tài sản lên tới hàng trăm tỷ, Lý Nhã Kỳ từng tham gia nhiều lĩnh vực showbiz như đóng phim, quảng cáo, diễn kịch. Tuy nhiên, cô được biết đến nhiều hơn với tư cách là một nhà kinh doanh tài giỏi. Lý Nhã Kỳ từng trải qua nhiều vị trí như cố vấn đầu tư, kinh doanh bất động sản, túi xách thời trang, đồng hồ, đồ hiệu. Các công ty của Lý Nhã Kỳ hoạt động mạnh cả trong và ngoài nước, kinh doanh hiệu quả đem về nguồn thu lớn cho cô. Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ còn sở hữu một thương hiệu kim cương đắt giá, chỉ phục vụ hạn chế cho giới thượng lưu trên thế giới. Tổng giá trị kim cương của Lý Nhã Kỳ hiện lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đó là lý do vì sao Lý Nhã Kỳ thường xuyên diện trang sức đá quý mỗi khi xuất hiện, với giá trị lên tới cả trăm nghìn đô mỗi bộ. Là một nhà kinh doanh bất động sản nên Lý Nhã Kỳ cũng sở hữu nhiều khối bất động sản giá trị trăm tỷ cho riêng mình, ở cả trong và ngoài nước. Hiện tại Lý Nhã Kỳ đang sống trong một căn biệt thự nằm cạnh sông Sài Gòn. Căn biệt thự này vô cùng nguy nga tráng lệ, không khác gì một tòa lâu đài. Các chi tiết của biệt thự đều được chạm trổ tinh xảo công phu làm nét châu Âu. Toàn bộ nội thất trong biệt thự đều là hàng ngoại nhập, đặt làm riêng theo phong cách hoàng gia. Theo ước tính từ một nguồn tin, căn biệt thự này của Lý Nhã Kỳ có giá lên tới 50 tỷ. Tuy nhiên, giá trị thật cho nó có thể cao hơn nhiều bởi nằm trên khu đất ở ven sông Sài Gòn đắt đỏ nhất thành phố. Khách Tiệp từng đến thăm căn biệt thự này và phải thốt lên rằng nó rộng tới mức đi một ngày không hết. Không những vậy, Lý Nhã Kỳ còn sở hữu một căn hộ sang trọng trị giá cả chục đô tại Hồng Kông. Mới đây, Lý Nhã Kỳ còn mua thêm cả một vườn trái cây rộng 1 hecta tại Bà Rịa Vũng Tàu chỉ để cung cấp trái cây sạch cho cô và bạn bè. Ngoài bất động sản, Lý Nhã Kỳ còn sở hữu nhiều siêu xe, du thuyền hạng sang. Cô đang là chủ nhân của chiếc du thuyền hạng sang có giá lên tới 100 tỷ đồng. Du thuyền là một trong những thương hiệu lâu năm của dòng du thuyền cao nhất, thường giá trị một chiếc du thuyền rơi vào khoảng vài triệu đô. Hiện Lý Nhã Kỳ là doanh nhân ngôi sao duy nhất tại Việt Nam sở hữu thương hiệu du thuyền này. Lý Nhã Kỳ được sử dụng một chiếc Rolls Royce trị giá 40 tỷ, cô cũng mới mua thêm một chiếc trị giá 12,6 tỷ đồng. Theo nhiều nguồn tin, tổng tài sản của Lý Nhã Kỳ ước tính phải lên tới 400 tỷ. Những mối quan hệ đặc biệt với giới chính khách
thượng lưu và siêu sao trên thế giới. Không chỉ là một doanh nhân tài ba, Lý Nhã Kỳ còn tích cực tham gia hoạt động xã hội. Năm 2011, cô được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch bổ nhiệm vai trò đại sứ du lịch của Việt Nam. Nhờ khả năng giao tiếp và quan hệ tốt, Lý Nhã Kỳ đã có được nhiều mối quan hệ thân thiết với những chính khách tỷ phú trên thế giới. Lý Nhã Kỳ có tới hai người mẹ nuôi tỷ phú. Người mẹ nuôi đầu tiên mà cô công bố năm 2009 là bà Alice Chiu, chủ tịch tập đoàn, đồng thời là chủ tịch quỹ từ thiện quốc tế. Không lâu sau đó, Lý Nhã Kỳ chính thức được bầu là phó chủ tịch quỹ này. Người mẹ nuôi thứ hai được Lý Nhã Kỳ tiết lộ là bà Madam Wong, chủ tịch tập đoàn Kim Cương nổi tiếng Hồng Kông. Chính vì thế, Lý Nhã Kỳ nghiễm nhiên trở thành chủ nhãn hàng và là gương mặt đại diện thương hiệu này tại Việt Nam. Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ còn có thêm hai người anh nuôi. Người thứ nhất là tỷ phú Sophie Hu, vua ngọc của Đài Loan, người sáng lập Viện Bảo tàng những tác phẩm nghệ thuật làm từ ngọc bích. Người thứ hai là ông Travis Singen, một tỷ phú doanh nhân chính trị gia nổi tiếng ở Philippines. Chưa kể, Lý Nhã Kỳ còn kết nghĩa chị em với bà trùm làng giải trí Hồng Kông Lạc Di Linh, lãnh đạo cấp cao và phụ trách quản lý hơn 700 nghệ sĩ của đài TVB. Người chị kết nghĩa ít ai biết của Lý Nhã Kỳ là bà trùm Hồng Kông. Từ đó, cô trở thành người bạn thân thiết của minh tinh Hồng Kông Sa Thi Mạn, nữ diễn viên này thường xuyên ghé thăm Lý Nhã Kỳ. Gần đây nhất, Lý Nhã Kỳ còn kết bạn với siêu mẫu Naomi Campbell và mời được cô đến thăm mình tại Việt Nam. Gần như chưa có ngôi sao nào trong showbiz làm được điều này. Các mối quan hệ tầm cỡ này cho thấy sự khôn khéo tài giỏi của Lý Nhã Kỳ. Nhờ đó, cô ngày càng mở rộng được công việc kinh doanh. Có thể nói Lý Nhã Kỳ gần như vượt khỏi ranh giới showbiz thông thường. Lý Nhã Kỳ còn từng được chính quyền bộ tộc Mindanao, Vương quốc Hồi giáo Nhân dân thống nhất, phong tặng tước vị công chúa châu Á vào năm 2016. Tổng thống Philippines chính thức gửi thư chúc mừng hoàng gia Mindanao và Lý Nhã Kỳ nhân dịp sắc phong tước vị này. Nữ hoàng đồ hiệu với những bộ đầm vài tỷ. Nói về đồ hiệu, không một mỹ nhân nào trong showbiz qua mặt được Lý Nhã Kỳ. Cô được xem là người chịu chơi nhất khi luôn bỏ vài tỷ tới hàng chục tỷ cho mọi set đồ mình mặc. Cách đây vài năm, Lý Nhã Kỳ từng gây xôn xao khi đặt may một chiếc váy ren trị giá hơn 2 tỷ đồng của Chanel. Nhân viên nhà mốt này đã phải bay tới tận nơi để lấy số đo của cô. Lý Nhã Kỳ mua nhiều đồ cao cấp của Chanel tới mức nhà mốt này xếp cô vào diện khách VIP để mời tới các show thời trang đình đám của họ. Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ còn sở hữu hàng trăm món đồ hiệu cao cấp đến từ các thương hiệu lớn trên thế giới. Nữ hoàng Việt tại Cannes với sự chịu chi lớn tính bằng hàng triệu đô, Lý Nhã Kỳ từng tham dự Cannes 5 năm liên tiếp. Trong 5 năm đó, cô diện tới vài chục bộ đầm hiệu, bộ đầm rẻ nhất cũng vài trăm triệu, còn lại hầu hết đều vài tỷ, chưa tính phụ kiện trang sức. Nhưng điều đó chưa là gì, được biết mỗi năm Lý Nhã Kỳ bỏ ra 1 triệu đô tài trợ cho Cannes. Nhờ đó, cô được xếp vào danh sách khách VIP, có xe đưa đón tận nơi và được ban tổ chức sủng ái tiếp đón nhiệt tình. Trải qua 5 năm, số tiền Lý Nhã Kỳ tài trợ cho Cannes có thể lên tới 5 triệu đô, 115 tỷ đồng.